Chào mừng các em đến với kênh Mái Trường Tuổi Thơ Rất vui được gặp lại các em trong chương trình Hướng dẫn học tập môn toán lớp 4 Sách kết nối tri thức với cuộc sống Chúng ta tiếp tục học bài khái niệm phân số Tiết 2 trang 51 Bây giờ chúng ta cùng nhau bước vào làm từng bài tập Bài 1 Viết rồi đọc phân số chỉ phần đã tô màu Trong mỗi hình sau theo mẫu các em hãy quan sát mẫu ở hình A hình A được chia thành 5 phần bằng nhau và tô màu vào một phần ta có phân số 1 phần 5 đọc là 1 phần 5 ở hình B chúng ta sẽ quan sát và thấy được hình B được chia thành 9 phần bằng nhau và tô màu vào 5 phần ta có phân số biểu thị số phần tô màu là 5 phần phần 9. 5 là tử số, 9 là mẫu số, 5 chỉ số phần được tô màu, 9 là chỉ số phần được chia đều bằng nhau. Ta đọc là 5 phần 9. Hình C, hình C này ta thấy được chia thành 9 phần bằng nhau và tô màu vào 6 phần. Ta có phân số biểu thị số phần tô màu là 6 phần 9. 6 được gọi là tử số, 9 được gọi là mẫu số. 6 biểu thị số phần được tô màu, 9 là biểu thị số phần được chia đều bằng nhau. Ý D Ở hình ý D có tất cả là 7 phần bằng nhau và tô màu vào 4 phần ta có phân số là 4 phần 7 4 được gọi là tử số 7 được gọi là mẫu số 4 chỉ số phần được tô màu 7 chỉ số phần được chia đều bằng nhau Ở hình E Được chia thành 8 phần bằng nhau và tô màu vào 4 phần Phân số biểu thị số phần tô màu là 4 phần 8 4 được gọi là tử số 8 được gọi là mẫu số 4 là chỉ số phần đã tô màu Còn 8 là chỉ số phần được chia đều bằng nhau Đọc là 4 phần 8 Như vậy vừa rồi thầy đã hướng dẫn các bạn cách Viết phân số và cách đọc phân số đó Bây giờ chúng ta chuyển sang bài số 2 Bài số 2 Viết phân số ý A à, 7 phần 19 chúng ta viết được phân số 7 phần 19 7 là tử số 19 là mẫu số 7 viết ở trên dấu gạch ngang 19 viết ở dưới số gạch ngang phân số 9 phần 10 ta viết là 9 gạch ngang 10 phân số 17 phần 23 viết 17 gạch ngang 23 17 là tử số 23 là mẫu số Phân số 25 phần 58 Ta viết 25 gạch ngang 58 25 là tử số 58 là mẫu số Vừa rồi thầy đã hướng dẫn các bạn cách viết phân số Bây giờ chúng ta chuyển sang bài số 3 đã tô màu 3/4 số bông hoa của những hình nào dưới đây? Các bạn thấy ở hình A có 4 bông hoa, tức là số bông hoa này chia thành 4 phần, được tô màu vào 3 bông hoa. Vậy ở hình A số bông hoa được tô màu là 3/4. 3/4 chính là đáp án chính xác. Các bạn khoanh vào ý yeah. A. Ở hình B có 8 bông hoa hồng và có 2 bông hoa hồng được tô màu. Ở đây cho thấy 2 bông 8 bông bông hoa mà tô màu vào hai hai bông hoa có nghĩa là ta đã tô màu vào 1 phần 4 số bông hoa có ở trong hình. Vậy ở ý B này không phải là đã bán 3/4 cho nên chúng ta không khoanh vào. Ở ý C có tất cả là 8 bông hoa và tô màu vào 6 bông hoa. Vậy là ta thấy số bông hoa được tô màu là 6. Tổng số bông hoa có ở trong hình C là 8. Khi chia ra số phần bằng nhau ta chia được mỗi phần bằng nhau có 2 bông hoa. Có 3 phần bằng nhau được tô màu và 1 phần không được tô màu. Vậy tất cả là ta có 4 phần. Phân số chỉ số bông hoa được tô màu đó là 3 phần 4. Vậy chúng ta cũng khoanh vào đáp án C. Bây giờ chúng ta chuyển sang bài số 4. Chọn câu trả lời đúng. Phân số chỉ số phần bức tường mai chưa sơn màu là Ở đây bức tường này được chia thành 10 phần bằng nhau Và Còn 3 phần chưa được tô màu vẫn còn trắng như đó Do đó là phân số chỉ bức tường mai chưa sơn màu là phân số 3 phần 10 Đáp án là B Phân số chỉ bức tường mai đã sơn màu là Bức tường này được chia thành 10 phần bằng nhau và mai đã sơn được 7 phần Do đó phân số chỉ bức tường mà mai đã sơn màu là phân số 7 phần 10 Bài học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc Chúc các em chăm ngoan học giỏi Hẹn gặp lại các em vào tiết học sau